Chào các bạn nha. Thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục xuống cái cặp bì gừng Nam Cát Thiên Dương thăm 35 cái bãi đấy các bạn. Thì Dương vừa lại tới đây thì Dương thấy người ta đã cắt cỏ các bạn. Không biết cái bãi của mình còn không. Đâu rồi? Giờ cắt mất dấu luôn. Ở đây là còn còn. Tại chứ dính hành to nha. Bữa nay nhẹ queo rồi. Chuồn đi rồi bạn. Thì cái bãi này Dương cũng rút luôn. Thì ngày hôm nay thì Dương lại tiếp tục lại vô cái khu vực này á, là Dương cuốn thêm 5 cái nữa các bạn. Cái luồng bãi này thì từ lúc Dương đặt tới bây giờ là chưa có ngày nào thắt luôn nha. Không biết là ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Thì mấy ngày hôm nay Dương thấy cảm giác là gắn nó đi ăn hơi yếu các bạn. Hy vọng là Dương đã dời 8 cái rồi. Hy vọng là dời 8 cái nữa nó sẽ dính nha. Trời, anh em thấy gì không? Con gắn hôn ngựa bằng ngón tay út gì vậy trời, kẹt cái đầu gan khúc luôn kìa. Luồng bẫy mà dính mấy con gắn mà nhỏ như thế này là coi như là cuốn là vừa ba. Là cái kiểu như là mình neo lâu quá rồi nó dính hết gắn bự rồi nó chuyển sang tới dính con gắn mới nở rồi hôm luôn rồi nè. Trời ơi, trời. Bệnh luôn. À, thiệt tình. Cắn bằng cái út và nó sẽ sắn lọn lên hết cứu được nó luôn, quấn sắn lọn luôn hai ba lớp luôn rồi. Lạnh nha. Rồi thì Dương đi cuốn 6 cái các bạn ơi, cuốn 6 cái dính được hai ngựa nha, hai ngựa cũng hơi to Dương bắt anh em xem. Cái luồng này Dương cuốn 6 cái này nữa là Dương không cuốn nữa các bạn. 6 cái này nữa ngưng nè, rồi đi thăm hai ngựa tất cả ký mốt mà. Đây, một con các bạn, con này nửa ký. Trời mẹ ơi. Nãy giờ 6 cái mới có hai con ngựa nữa chứ phải hai con hành thì đỡ khổ rồi. Kia thì cái luồng bẫy này mấy cỡ trước nó dính con hành kinh khủng lắm các bạn. Bây giờ đâu chuyển sang dính con ngựa rồi. Ở đây cũng còn gắn nhiều lắm ơi. Con này thì hơi to nha bạn. Rồi. Ôi trời. Lẹ thiệt ơi. Ui. Xém chạy mất tiêu gắn luôn. Thì con gắn hôn ngựa này nó rất không dữ các bạn, nhưng mà nó là loài gắn không có độc. Áp dữ lắm mà. Rồi. 6 cái được hai con của cái luồng bảy ngày hôm nay nha bạn. Cái gì? Lỏng nữa. Chuột chạy cời cời ra vua. Nhít nha. Nó bên này ngày ngựa gì? Chưa chưa mở màn tán cho mình hai ngựa là thôi. Lòng hết đúng luôn trời. Chuột tha đầy gom ghét luôn. Tha vô cho cố vô đi luôn. Tại viên thợ mà còn không dính nữa thôi. Quan sát. Mấy quẻ này dính lịch sử hết cắn luôn rồi. Kinh điển rồi. Hết cắn luôn rồi.
đi, chừng vừa lại tới đây thì tấm lỏng hết rồi. Cái bẫy còn ở đó mát em. Còn cái bẫy là mừng. Còn cái bẫy mà không dính dắn luôn. À, chỗ này có con hình một thôi trời. Nó chết. Đánh thay chân chuột rồi gòi quá trời yếu luôn. Chết kinh điển. Hai cái luồng bẫy này thật sự nó hết dáng hay sao rồi mà nãy giờ thăm không dính gì các bạn ơi. Dính mấy năm cử hết dáng thiệt rồi. Hai cái bẫy huyền thoại coi. Trời ơi vô rồi bạn ơi. Đèn mung luôn. Trời ơi lội nãy giờ má ơi má thiệt. Hành đỏ nữa bạn ơi. Hành gì mà dài ghê hồn luôn. Đi đặt cái lạc xì phu đây lại đây rồi. Đúng, vô đây rồi. Trời ơi cứng như vậy. Chạy mở rồi bạn. Chạy mở đi. Chạy mở mới được con. Để chạy lại kia bắt ra luôn nha. Cũng từ bên mé bờ đó các bạn. Dương mới vừa lội qua tới mé bờ bên đây nha. Mình mãi rất nhẹp luôn. Bây giờ Dương bắt cái này kìa. Thật sự lội sớm tới giờ trời nhiều lắm rồi bạn ơi. Khoảng 15-17 cái gì đó nha. Đồ đạc vô tùm lum hết trơn. 15-17 cái gì rồi mới dính được con rồi bạn. Thấy cuốn 6 cái được 2 ngựa. Thì đây 15-17 cái mới dính được hành nhất nè. Hành này được 700 gram gì nè. 700-750 gram vậy, bự lắm. Cái bẫy này dính con hành 8 lạng gửi rồi bạn. Bữa nay dính con này nữa là chắc chính xác là một cặp luôn. Đợt trước dính con thì nó màu đen, nó ngắn. Ồ, định chạy hả? Gắn gì ở đây nó dài ghê, kinh khủng quá. Cái này nè, nó dài ghê hồn luôn. Nhìn nó bự ghê nè. To lắm. Con này 750 gram các bạn ơi. Bành kỳ luôn. Ôi, trời nắng. Đây, hai ngựa. 15-17 cái. 20 chứ 15-17 gì. 20 cũng máng gắn nha. Bệnh chưa? Ấn da gà luôn mà. Chết luôn. Vậy thôi thôi. Giờ chết luôn. Thấy công chuyện thiệt. Nó xui rồi là vậy đó bạn. Đi luôn rồi. Giờ này nhỏ 6-7 lạng. Thì cái luồng bẫy này nó trúng 4-5 cử liền mà. Trúng lịch sử lắm. Thì ngày hôm nay nó thắt là chuyện bình thường nữa nha. Giờ này đi rồi. Đây, giờ này nhỏ rồi nha. Đi kìa. Cũng còn cứng lắm mà mới đây à. Vô hơi lâu rồi, bị chày đầu à. Rồi một con. Để lạc xì cua lại qua. Lạc xì cua lại qua. Nó Dương còn mấy cái cặp cặp lô mà. Rồi hơi hành con kẹt đầu kính vàng xong nữa. Trời ơi trời cái lồng. Này nhìn cái lồng biến dạng. Nó lạnh luôn. Đúng là thắt rồi gặp. Mình chẳng gì được không. Mình đặt cái đặt cái cua lại luôn rồi. Gần lâu xem làm lẹ nha. Biến dạng nha. Nó lạnh luôn. Rồi.
mấy cái bẫy mới về nè, về cũng vàng ăn quá trời ăn rồi bạn. Đây cho cái lồng nó bay luôn rồi. Lồng chạy qua bên này bạn ơi. Khi nào vô hàng khủng không đây? Rồi nha tự nhiên. Thì cái tình trời. Trời con gì nó phá hả hôm nè. Chắc mèo nhà người ta hay gì đó. Còn lông mà. Dương gấp ra thử ra. Nè, lông mèo nè bạn thấy không? Mèo rồi nó phá banh hôm ghê lắm. Đây có mấy cái trái cây đỏ đỏ các bạn. Mà tại sao người ta lại treo mấy con gì trắng trắng ở trên đó thấy ghê quá các bạn. Treo mấy cây cây trắng trắng nó vậy, trắng trắng để làm gì ta? Đây có mấy trái gì rất là đẹp nữa mà. Có quét cứng nhắc như một vàng luôn. Ưỡn lưỡn mấy cọng dây trắng trắng á, kiểu như giỏng gì đó. Phải này thắt một cái đứng hình luôn các bạn ơi. Nó tầm 4 năm cỡ cử nào cũng giác gắn không. Cử này gì nó không dính con gì hết trơn trời. Rồi chống lỏng nữa rồi. Ôi dính được con hành con. Nó thiệt là tình. Hành nhỏ hai lạng mà. Thôi cho Dương qua gắn luôn nha. Để Dương còn hai cái đây Dương chạy chống thăm rồi. Dương đi ra thành tổng hành quả luôn bạn. Tại ở đây thì nó cũng gần cái lỗ xe dữ lắm. Tám cái này mới về cặp lộ không. Mình không có gắn gít gì cho luôn. Thua. Cái này lỗ luôn. Ây da má ơi. Ây da. Có lộ xe tới nữa bạn. Xe tới nè. Bệnh luôn. Bên luôn. À, cái bẫy cuối cùng không dính luôn. Cục tanh thôi. Trời dính hổ hành nó kẹt đầu. Bên sát luôn mà ơi. Rồi Dương chạy ra xe cái nha. Rồi Dương cũng ra tới lộ luôn rồi bạn. Hay là chạy cái luồng bẫy này gì thắt thì không tin được đổ luôn mà. Mấy cử trước là Dương thăm 35 cái bẫy này là Dương giác gắn không đi không nổi luôn. Mà bữa nay cái nè. 2-3 ngựa gì Dương con hành nhất thôi mà. Nhất 7 lạng. Trời trở thắt kinh khủng. Nát chết rồi. Này lỗ rồi. Con hành nhất chứ 2 ngựa bự Dương con hành 3 hay gì đó. Ôi, quá tệ. Thì cũng cho Dương gửi lời cảm ơn em đã dành chút thời gian của mình ra đây xem hết clip của Dương nha. Còn bây giờ cho Dương xin kết thúc clip. Bye bye.